Ôi cảnh cáo lần 2 rồi này. Ma Văn gửi 5.000 lớp du bay B, 8 hậu vệ là tại thành mù nhé, phải xếp 3 trận tiếp. Thiên Nguyễn gửi 50.000 lớp du bay B, bên các test sức chịu đựng thành mù phải chịu trách nhiệm về điều này. B, gửi 5.000 lớp du bay B, cắt clip chán quá tất cả là tại thành mù. Ngôi vô địch mà... Tại thành mù. Tất cả các trận đấu đều đã diễn ra cùng giờ anh em ạ. Tuy nhiên thì mình cũng chưa hề biết các diễn biến như thế nào, đến từ các team như thế nào. Thì đây là cái trận đấu cực kỳ quan trọng với cả hai team, team LAK và team 3H. Thì với team mình thì vào thời điểm này thì vị trí trong top 8 thì là chắc chắn. Nếu như ngày hôm nay chúng tôi không thể thắng 3H với tỷ số 3-0 thì cho dù là thua hay là thắng 2-1 thì cũng hết hy vọng top 4. Và đấy là điều mà anh em phải chiến đấu. Top 5, 6, 7, 8 nó hoàn toàn như nhau, cũng không khác gì về mặt cơ hội cả. Cho nên là về cái mặt vị trí ấy, thì top 3, top 4 sẽ có sự khác biệt. Top 1, top 2 thì là quá là perfect rồi, thì không nói làm gì rồi. Đó, đó chính là những cái vị trí quan trọng. Chứ còn top 5 đến top 8 nó như nhau thôi. Team anh đá để thắng hay để cầm hỏa? Thì mình cũng chia sẻ với bạn này, vì nãy giờ bạn comment trái chiều rất là nhiều. Cái thứ nhất, ai vào đây cũng muốn thắng cả. Cái thứ đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là đi thi đấu. Đã là thi đấu thì thắng, phải hướng tới chiến thắng thôi. Nhưng mà thắng như thế nào, có nhiều người người ta có cách để chiến thắng khác nhau. Đấy, các ông cứ mổ xẻ giải đấu ra nhá. Chờ đến hết vòng league mổ xẻ ra xem là team nào đá bên đi nhiều, vận động viên nào là vận động viên cầm nhiều bóng và vận động viên nào là vận động viên đá penalty nhiều. Đấy, thế thì hỏi người ta xem là người ta đá vì thắng hay là vì hòa. Hỏi tại thì đấy, nếu như mà team mình và 3H thì đây là cái cuộc chiến mà cả hai bên đều phải cố gắng giành 3 điểm. Các bạn nhìn thấy cái tình thế trên bảng xếp hạng vào lúc này. Đấy. Phải chiến đấu để giành 3 điểm. Nếu như mà trong ngày thi đấu hôm nay mà một trong hai team không giành được 3 điểm thì chắc chắn là vị trí top 8. Bởi vì với team mình bây giờ đang có 11 điểm thì bọn mình không thể nào xịt top 8 được nữa. Không thể nào xịt nữa cho dù có thua hết tất cả các trận. Top 1, top 2 thì sẽ được vào thẳng hai trận bán kết, như vậy là họ chắc chắn có ít nhất là vị trí thứ tư chung cuộc để không phải đá vòng loại. Top 1, top 2 vòng league vào thẳng bán kết, như vậy là chắc chắn là họ có top 4 chung cuộc. Yeah. Top 3, top 4 thì sẽ vào thẳng tứ kết. Như vậy thì họ sẽ có top 6 chung cuộc. Cho nên là top 5 với top 8 thì nó như nhau. Top 3, top 4 có khác một chút và top 1, top 2 là thì là ngon nhất. Đây, thì mình cũng ghi được 26 bàn rồi đấy chứ. Đấy, anh em xem cái bảng xếp hạng. Cho đến trước vòng này ghi được 26 bàn rồi. Cứ mang tiếng thôi. Cứ mang tiếng thôi. Trong khi là đá thì chấp hẳn một người. Chấp hẳn một người. Mà nói cho chuẩn là chấp hẳn hai người. Và như vậy là Man Up gặp Trịnh Hiếu, ok. Rit gặp Thanh Tòng ngay trận đầu tiên. Đây là anh Tuấn gặp Sang Junior. Đã nói với anh em rồi, đã nói với anh em rồi là tôi gặp vấn đề sức khỏe. Khổ quá, tôi gặp vấn đề sức khỏe. Chưa kể đến cái KPI công việc của tôi nữa. Cho nên tôi chưa đá. Mẹ quá tôi. Thì gần thôi. Ngày chồng đít ra live 10 tiếng thì sức mà đá cơ ông cứ có chứ. Bây giờ thằng Cơzit nó đá auto thua rồi thì tôi vào có thua thì cũng có làm cái gì đâu anh em, mà lại còn bảo là bình bè sợ thua. Team có cái thằng đá 7 trận không thắng trận nào rồi vẫn bảo bình bè sợ thua thì sợ cơ ông luôn. Giả sử tôi có thua thì nữa thì kết quả nó cũng có khác đâu. Nguy hiểm bao bao. Úi giời, không có gì bất ngờ. Ronaldo là người ghi bàn. Vâng, Ronaldo uy tín nhất vào lúc này.
Bóng cuối à? Và Ronaldo bóng cuối à? Chả kịp nhìn nữa. Không kịp nhìn nữa là thằng em mình nó thua như thế nào. Hiệp 1 trận đấu anh Trung ạ. Một bàn thắng duy nhất của đó là bàn thắng được ghi ở phút 45. Và bây giờ chúng ta sẽ bước đến hiệp 2. Cơ hội cho Chris. Rồi, lại là David Beckham. Đấy. Bật vào. Xả cót đúng nghĩa là xả luôn. Này rất nhiều cót. Đấy, tiếp tục là cốt. 1-0 cho Thanh Tòng rồi. Mr. Bean à? Vẫn chưa thì có một điểm. Bóng lên rất nhiều rồi vẫn chưa có điểm. Xem rồi cũng hơi ảo ma Canada anh em ạ. Và Ronaldo vẫn là anh Tòng cầm bóng. The Keep này là lại mang tiếng Chris cầm bóng anh em. Nhưng mà thông số trận đấu thì bọn tôi cũng lưu lại rồi. Em Babu này. Thêm bàn nữa thì sẽ khó cho Chris, có lẽ là no hope luôn. Rồi, bây giờ có cơ cho Chris này, cầm này là cầm bóng cuối rồi, 85 rồi này. Nhảy lên hẳn 86 luôn và đối mặt với khung thành rồi. Đối mặt với... Ôi trời! Cú đá vẫn còn quá hiền đến từ Chris. Con! Không vào! Ôi trời ơi, không vào! Quá đáng tiếc, hai cơ hội liên tiếp. Trận đấu mà rất nhiều. Hôm qua khi mà chúng tôi nói rằng Chris nó thua vì nó kém, thì lại bảo là nó xấu. Đấy, nó có xấu đâu, nó kém thật. Các ông ơi, nó kém thật. Nhưng mà anh em xem, mặc dù nó chỉ là tình huống cắt highlight, nhưng mà anh em cũng hiểu vấn đề đúng không? Nhưng mà người ta vẫn cố nói rằng là nó chơi xấu. Anh em lạ thật. Ma Văn gửi 5112 lớp Su Baby. Em Quang đẹp trai, tài năng, đá bóng giỏi là những gì mà em không có từ gia đình. Đây anh em xem như trận này tại sao lại bảo là team tôi cầm bóng, đội bạn có bóng đội bạn cũng cầm thôi mà. Đúng không? Có ai lên án đâu. Đây thằng cháu Tuấn đang đi lùa từ đầu trận đến bây giờ đấy. Nó đang đi lùa đây. Nhìn cái tình hình như này mà dưới 70% mà tôi đi đầu ống đất. Thế nhưng mà chúng tôi có nói đối thủ đá xấu không? Chúng tôi có chửi ai không? Đây! Cho nên là cái nhìn nhận phiến diện. Đây, thậm chí là thằng cháu Tuấn nó còn lên quá nửa sân luôn. Đội bạn còn truyền về đến tận tít sân nhà kìa. Đây, trong khi là đối thủ của chúng tôi không lên quá nửa sân bất kỳ một lần nào, thì chúng tôi lại bị nói là không chịu tấn công. Thảo la. Vâng. 68% thôi. 68 thôi, không được 70. Mà Lê Hành Tuấn đã không cầm được bóng. Bây giờ thì Lê Hành Tuấn cầm được bóng rồi. Để xem Lê Hành Tuấn sẽ tổ chức lối chơi như thế nào. Rồi, Theo Hernandez vẫn là Lê Hành Tuấn. Ây, bàn thắng đến rồi. Ôi bất ngờ thế nhỉ. Giật vãi. Luis Figo là người đã tung ra được cú dứt điểm và Lê Hành Tuấn có bàn thắng. Hình như là editor ấy thì phải, editor dùng tool cắt highlight cho, do AI nó tự quét anh nhỉ. Do AI nó tự quét rồi nó cắt highlight sao phải xem nó ảo ma thế. Cắt biệt đã được tạo ra và cắt biệt của lúc này thì chỉ có một tôi nghĩ là dùng AI cắt đi cuộc lấy hạ tối không được xem gì nhỉ. Cắt vậy. Các bạn dùng con chat GPT. Harry Kane là người đã có bàn thắng. Như vậy là Lê Anh Tuấn đã không trụ vững được trước sàn Junior và tỷ số là 1-0. Tam có này chơi tung. Lớp Su Baby gà đang cho khán giả trải nghiệm làm thành mù à mặt cười xem mệt thật sự. Zera. Ơi Cantona. Ui hơi nhẹ. Đều là Vanna. Kaka, De Bruyne rồi. 2-1 cho Lê Hà Anh Tuấn. Cháu Tuấn lại ghi bàn. De Bruyne một EPS. Hình như là vừa mới được thay vào đấy chung ạ. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm. Thì quan trọng là ghi bàn rồi. Đúng rồi, vừa mới thay vào luôn. Thế lực còn gần như full. Hai người để lâu là do cái con AI. Con AI nó không đọc được tình huống. 3-1 liệu có phong thủy không nào? Con AI nó không đọc được đâu là tình huống nguy hiểm và các thứ ấy. Tôi nghĩ là như vậy. Gà rán mua cái tool này chắc không phải mấy triệu đô. Và 3-1. 3-1. Dấu chấm bết cho Sang Junior. Và chúng ta skip luôn qua trận đấu giữa Man Up và người chơi đối thủ. Chúng tôi đã không thể nhìn thấy được thông số cầm bóng của hai game thủ như thế nào.
Man up, Man up viết tắt nó là MU đấy, tức là thành mù. Tại sao lại cái tên thành mù nó là như thế, tức là fan MU và bị ngu. Cho nên là đặt là thành mù. Thì bị ngu thì đang nói là thành mù nó bị ngu. Khổ quá, chứ tôi có nói là fan MU đâu. Tôi nói là fan MU nhưng mà bị ngu cho nên gọi là thành mù. Trời ơi. Tôi có nói fan MU ngu đâu. Các ông cứ thế nhỉ. Nghe được chữ tác hay chữ tọ. Có cần phải nói lại không? Bây giờ các ông hiểu sai là do các ông hay là do tôi? Khổ quá. Xem giải đấu của Hàn Quốc này, Trung Quốc này, rồi Thái Lan là xem được nhiều nhất. Rất nguy hiểm và bàn thắng đến với Bông Bông Ba. Ủa rồi. Cú đá đê chìm. Bông Ba là người đã giành chiến thắng trong cái điểm này. Đấy là tôi nhìn nhanh đấy nha anh em nhá. Dạ. Nhưng có ai nói là xấu đâu. Chỉ có team tôi là kiểu gì cũng bị chửi thôi. Được nhá. Dạ. Nói chung là tại là thành mù hết. Tất cả là tại thành mù. Ma Văn gửi 5.000 lớp su bay bê. 8 hậu vệ là tại thành mù nhé. Cassette 300 tiếp. Đối thủ bị phạt lỗi câu giờ cũng tại thành mù. Tại thành mù. À, Kaka không dùng được Kaka rồi. Sút thẳng. Và chạm rồi penalty. Và thành mù được đá bẹt. Lewandowski sẽ là người đá. Và một đều rồi. Có thể là bước vào hệ phụ thôi. Van der Sar vào bắt pen. Chắc cú rồi. Cũng là một TC nhưng mà Van der Sar được cho vào. Vẫn là Son Heung-min. Quên cảnh cáo lần 2 rồi này. Tại thành mù. Thành mù đá pen mới là có bàn. Bị cảnh cáo hai lần là cũng tại thành mù. Một bàn đầu tiên xong. Đá kiểu đéo thì đá xấu, vậy pressing là làm cho đối thủ không lên được bóng. Đối ở giải năm nay chứ. Đá xấu vãi đái. Úi! Hay quá Van der Sar anh em, Van der Sar. Không có một tình huống xác nhận là ghi bàn của Harry Kane. Khi mà bóng nó bật ra bên ngoài. Như vậy là thành mù sút được một quả, còn chiến thiếu thì sút trượt. Xong. Cú đá thứ hai thành công. Lại thế rồi, lại thế rồi, lại thế rồi. Quả này mà xong thì áp lực quá lớn rồi. Hai quả đã đá trượt đến từ chiến hiếu. Vẫn vào. Nhưng mà đỡ được quả là 3-1 rồi. Bây giờ quả này là có thể là đóng chốt được trận đấu luôn. Quả đá quyết định này. Kenny Dalglish. Và chiến thắng đã thuộc về thành mù. Cuối cùng là cũng đã có hai chiến thắng cho LAG, mặc dù là Chris ngày hôm nay tiếp tục phải nhận thất bại. Còn có những cái tin cầu. À, cháu Tuấn lại có hai cổ. Anh Tuấn không biết bao nhiêu cái tinh tinh rồi. 3 bàn thắng sau 4 cú dứt điểm. Tinh tinh quá nhiều rồi. Vâng, và rất là tuyệt vời. Có thêm 3 bàn nữa thì là 17 bàn hay là 18 bàn thì đó rồi. Nếu mà tôi nhớ không nhầm là như vậy. Còn Zit 008. Xin chúc mừng Lê Hà Anh Tuấn với thêm một giải thưởng. Còn Zit 008. Với 2 triệu đồng. Ma Văn gửi 5.000 nước su bay bê. Cắt clip chán quá tất cả là tại thành mù. Ngồi vô địch mà. Thiêm Nguyễn gửi 50.000 nước su bay bê. Anh cắt test sức chịu đựng thành mù phải chịu trách nhiệm về điều này. Đây nói chung là team đá là khá xấu, ghi được 30 bàn. Ờ, cả giải thì chỉ có Navistar ghi được 39 bàn. Và team 3H là ghi nhiều bàn hơn chúng tôi. Đứng top 3 về khả năng ghi bàn. Trong khi là chỉ có 2 người đá. Mang tiếng là không chịu tấn công. Không chịu tấn công. Mẹ thằng cờ zip mà mày biết sút thì bây giờ nó phải là 40 bàn. Thằng Thành Mù mà mày pick con CR7 thì bây giờ nó phải thành 50 bàn. Mẹ. Nhưng mà chúng tôi cũng xin gọi là nói lại với anh em một chút. Đấy là trong cái trận đấu vừa rồi không có team nào giành chiến thắng ba trắng. Cho nên là chúng tôi không còn cửa để cạnh tranh top 4 nữa. Các bạn đã xem cái trận đấu này rồi. Trước khi trận đấu diễn ra thì mình có nói là một trong hai team, team nào mà có chiến thắng 3-0 thì sẽ còn nuôi tiếp hy vọng. Tuy nhiên thì cái kết quả của trận đấu này thực ra là 2-1. Team nào thắng nó không quan trọng. Bởi vì với cái kết quả là như này ấy, thì hai team đều đã tự cầm chân nhau và mất cửa top 4. Đó anh em ạ, mất cửa top 4 rồi. Cho nên là thực ra là 3H thắng hay là bọn mình thắng nó không quan trọng đâu. Nó không quan trọng. Cái trận đấu cuối cùng của team mình nó thực sự mang ý nghĩa thủ tục.
nó thực sự mang ý nghĩa thủ tục trận đấu cuối cùng. Các bạn có thể nhìn vào cái bảng xếp hạng vào thời điểm hiện tại, các bạn cũng hiểu điều này. Chúng tôi không còn cửa top 4 và cũng không thể nào out khỏi top 8 được. Mà vị trí từ thứ 5 đến thứ 8 thì nó như nhau. Nó như nhau, nó không có khác gì cả. Đó. Nên là thế nhưng mà bây giờ mà lớp su bay bê, ai thắng không quan trọng, quan trọng là tại Thành Mù nhé mặt cười. Tại Thành Mù. Vòng cuối cùng đá với Phú Quốc Spring mà có thua 0-3 thì cũng không thể bị loại được. Mà có thắng 3-0 cũng không vào top 4 được. Vì hết cửa rồi. Thế nhưng mà bánh mì gửi 5.000 lớp su bay bê, quan trọng chứ anh mặt cười. 150.000 điểm của em mặt cười. Đúng rồi. Anh xin lỗi. Anh nói lại nhá. Bây giờ nó chỉ mang cái tính chất cược điểm của anh em thôi. Còn với anh em chúng tôi thì hết vòng này, hết vòng 8 là vòng league xong rồi. Cái điều mà chúng tôi mong chờ nhất là Chris có chiến thắng. Bây giờ với chúng tôi là mọi thứ không có cái gì nó quan trọng bằng việc Chris có chiến thắng anh em ạ. 0-0-8 rồi. Nếu mà Chris thắng và hai người kia thua thì cũng không sao cả, thì anh em mất điểm thôi. Vòng cuối anh em all-in mất điểm thôi. Bởi vì là cái vòng cuối kết quả nó không còn quan trọng nữa anh em ạ. Không còn quan trọng nữa. Từ thứ 5 đến thứ 8 thì nó như nhau. Thực ra thì hôm nay là đội ngũ edit của bên phía nhà phát hành thì tôi nghĩ là chắc là gặp vấn đề gì đó về mặt máy móc, cho nên là họ đã có một cái màn xử lý video theo đánh giá của mình khá là tệ. Cũng rất may là vào thời điểm này thì mình không nằm trong đội ngũ làm giải. Chứ không thì chắc là cũng là tại tôi. Tại Thành Mô. Cơ đồ 8 hậu vệ chả thấy ai chửi, nhưng chắc thì vấn đề nó không phải là 8 hậu vệ hay là 6 hậu vệ hay là 4 hậu vệ. Vấn đề là tại thằng Thanh Mù anh em ạ, vấn đề nó là như thế anh em ơi. Tôi bị chửi lây cũng là vì thằng Thanh Mù, chứ tôi có làm gì đâu. Cái vấn đề đấy không phải là 6 hậu vệ hay là 8 hậu vệ. Vấn đề là thằng Thanh Mù. Tại Thanh Mù.